Xin chào tất cả các bạn nhé. Này là câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa chính thức hội quân để chuẩn bị cho mùa giải 2023. Và ngày hôm nay thì huấn luyện viên trưởng cũng như là huấn luyện viên thể lực cũng đã có mặt ở đây. Luôn luôn không phải là trong thi đấu mà luôn luôn từ khởi động trở đi. Trong buổi tập ngày hôm nay thì chưa có ba ngoại binh các bạn nhé. Có Trọng Hóa từ Cần Thơ, một số cầu thủ mới nữa mà chưa biết tên, tôi sẽ cập nhật các bạn sau. Đội chơi đây, hai đội chơi ở kia.